nha. Dụ cho nó thẳng ra, thấy nó to không? Mà gấp lại thấy nó nhỏ không? À, gấp lại. Thứ nhất là gấp nó lại làm hai. Nha. Gấp lại ta cầm hai đầu đi vũ mạnh. Ha. À, nhớ vũ đừng đây vuột tay vậy nha. Rồi, vũ mạnh. Nha. Tiếp tục nắm lại đổi gốc. Nha. Chúng ta gấp lại. Làm mấy? Làm 4. Cái 2 rồi, giờ 2 nữa là 4. Nha. Ta trải lên. Nha. Chúng ta vuốt cho nó thẳng ra. Dùng gì vuốt? À, dùng tay, tưởng nó dùng chân chết luôn á. Thấy chưa? Rồi. Nhớ nha, làm 4 nha. Thấy nó hình gì? À, hình chữ nhật nha, nhớ là đừng làm hình vuông nha. Sau đó chúng ta gấp lại một đầu. Dạ. Gấp lại khoảng bao nhiêu? Khoảng 10 cm. Gấp xong chúng ta giúp cho nó nằm xuống. Còn những em nào mà muốn cho nó đẹp nữa thì lấy chiếc đũa. Biết chiếc đũa không? Chiếc đũa này dùng làm gì? À, mà dùng ăn cơm nó có tác dụng thứ nữa là chúng ta dùng để làm đẹp cái nội vụ. Anh Lợi lấy giùm cho em chiếc đũa. Rồi mấy em nhìn cho kỹ nha. Nhìn không kỹ là các cái loại làm không có được đâu. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu, rất là khó đó. Những em nào hàng phía sau không thấy thì mấy em đứng dậy để quan sát cũng được. Mấy em làm sao mà quan sát thấy được là được, mà về nhà làm được càng tốt hơn. Không, ta dùng chiếc đũa nè. Rồi ta đưa vào làm cái đường để cho nó nhỏ cái đường chỉ chúng ta lại. Dạ. Rồi. Xong ta gấp hai bên. Dạ, gấp hai bên lại. Dạ. Gấp hai bên lại. Được chưa? Một bên được không? Thêm một bên nữa. Hai miếng là giáp với nhau. Nha. Hồi nãy nó bự bây giờ nhỏ chưa? Vẫn chưa nhỏ lắm phải không? Rồi từ từ xong cái mền nha. Đơn giản không? Chắc không á? Được là bác phải làm nha. Rồi để qua nó qua bên. Không? Bây giờ ta dùng tới cái gì? Cái mùng. Trên cái mùng nó có những cái đồ để treo mùng, đúng không? Chúng ta dùng một cái móc chúng ta treo lên. Thấy cái mùng nó to không? Nó to nó mới trùm lại mũi khỏi chích chúng ta được chứ. Dạ, dụ cho nó thẳng ra. Ở chính giữa mùng. Muốn ship được phải mua mùng bộ đội nha. Mùng kia là ship gọn thôi chứ muốn ship đẹp như mùng bộ đội khó lắm. Dạ. Bởi vậy mới ta học làm chú bộ đội. Ta nắm, ta bẻ đầu hai cái đầu lại vào cái móc luôn. Thấy chưa? Thấy cái mùng thành mấy? Làm 4 miếng. Thấy chưa? 2 miếng thành 4 miếng rồi. Ta dùng ngón tay. Ngón tay này ngón tay gì? Ngón tay trỏ của bàn tay phải. Phải tay phải hay tay trái? À, tay phải. Chúng ta giữ làm sao chính giữa của cái mùng. Và dùng những ngón tay không, ngón tay út chúng ta giữ lấy cái gì? Dạ, chúng ta dụ ra thẳng. Dùng tay trái chúng ta móc ra nè. Ở phía trong đây nó sẽ có cái này. Lấy ra, bỏ ra ngoài không, một bên, bên thứ nhất. Bên thứ hai, lấy bỏ ra luôn. Dạ. Bỏ ra ngoài không? Bỏ ra ngoài chúng ta lúc này ta mới hai cái nó ra ngoài hết được rồi. Chúng ta mới dùng tay chúng ta để vô lại. Nhưng mà khi mà để vô lại là phải giữ, đừng để nó rớt. Hiểu chưa? Nhớ không? Bỏ vô lại, đừng có để nó rớt. Dạ. Sau đó chúng ta giữ lại 4 ấy. Ta dụ cho nó thẳng. Ta gấp lại tiếp tục. Ha. Gấp lại tiếp tục. Ta nắm chắc ta dụ. Ha. Dụ cho nó thẳng ra. Ta đặt lên. Dạ. Đặt lên. Ta bỏ tay ra.
ta chuyển tay, yeah, chuyển tay, tay phải giờ không có sợ gì nha. À, ta về ta nắm cái mùng. À, lúc này nó sẽ có mấy mũi là một nè, à, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, thấy chưa? Dạ, chúng ta lấy ra ta để lên giường. Rồi chúng ta lấy cho nó thẳng ra. Được chưa? Nhớ 5 múi nha. Ta để những cái dây nào lòng thòng ta bỏ vô cho nó gọn. Ha. Ta gấp lại. Gấp hai bên lại. Thấy cái mền dễ mùng chỗ khó quá hả? Rồi. Khó mới học nha. Gấp hai bên vô. Thấy nó gọn chưa? Rồi, ta gấp một đầu vô. Cái đầu mà có dây, chúng ta gấp vô trước. Ha, gấp khoảng gần một gang tay của chúng ta. Được chưa? Đó, gấp vô. Chúng ta cứ đè mạnh đi. Nó xẹp xuống. Tiếp tục gấp lần thứ hai. Ha. Tiếp tục gấp lần thứ hai. Sau đó chúng ta gấp cái bên đây vô, gấp sát vào, yeah. Và chúng ta bẻ khoảng 5cm thôi nha, yeah. Chúng ta gấp lại lần thứ ba, thấy nó gọn chưa? Thấy chưa? Rồi, chúng ta để nó qua bên, chúng ta kéo cái mền vô, gần gần chúng ta dễ làm, nha, yeah. Ta đặt nó vào giữa, ta canh làm sao mà hai cái mền, hai cái đầu của cái mùng chúng ta là bằng hai mí của mình, thấy không? Chúng ta gấp cái đầu mà nó dày hơn nè, thấy không? Đầu này dày hơn, đầu này mỏng hơn, ta gấp vào, yeah. Tiếp tục gấp đầu thứ hai, yeah. Xong đó chúng ta để tay nè, chúng ta lật qua lại, ha, lật qua. Và chúng ta điều chỉnh cái mền. Được không? Dùng đũa để chúng ta vuốt cái cạnh các gốc cho nó đứng lên, yeah. Rồi trật tự, lát làm không được, bây giờ nói chuyện lát làm không được đâu. Chúng ta xếp được xong cái gì? Rồi, xong được cái mùng cái mền rất là gọn và đẹp. Được chưa? Rồi, các em nào thấy làm được không? Thấy chưa? Nó dễ mà giờ nó làm không được sao?